màu xanh thôi với màu trắng. Mà thôi, làm cho màu vàng luôn đi, khỏi làm màu trắng nó bị chói ta. Rồi đó, đâu rồi, đứng sát sát cho đêm bị chói hoài. Chơi màu trắng ha, chơi mấy màu cho mấy bé thấy đẹp, thích. Làm cho hết luôn. Xong rồi, xong rồi, cả nhà ơi, màu đẹp không? Trời ơi, tuyệt vời, này nè, đã chưa, màu vàng nè, nó bị chói quá. Ok, chờ chút. Đây, màu vàng đây, đó. Rồi, lát cho bé, ba bé nha. Màu hồng đây, tơi chưa ha. Để làm màu trắng. Màu trắng, màu xanh, màu hồng. Mà thôi, màu trắng không đẹp, chơi màu vàng luôn. Ồ, đẹp chưa. Rồi, lấy khuôn gắn vô nha. Khuôn in vô. Rồi, cho chút xíu cho mấy ba bé tự in nha. Thời xưa hay làm đây nè, đẹp chưa. Hôm nay trời mưa mới không ra làm vườn, mới làm bánh. Chứ ngày mỗi ngày đâu có làm vườn làm bánh đâu. Làm vườn không mà không có thời gian. Vô cũng là trời thật sập tối rồi. Hôm nay trời mưa nguyên ngày luôn á. Ok, mới làm bánh cho các bé ăn, ba bé. Đẹp chưa? Thơm lắm, lâu lắm rồi mới làm bánh này. Từ hồi qua giờ làm bữa coi làm mà không có cái khuôn. Hôm nay có cái khuôn Việt Nam rồi, lấy khuôn cho coi. Đây, màu vàng cho màu vàng, màu xanh cho màu xanh, màu đỏ cho màu đỏ. Yeah. Đây, khuôn Việt Nam đây. Ai có mua không? Cũng bán luôn khuôn này luôn. Rồi, màu hồng cho màu đỏ, màu xanh cho màu này, màu vàng đây, có thêm màu này nữa nè, bốn màu. Đây đây đây, khuôn Việt Nam, khuôn khánh phục linh nha. Ai có mua thì nhắn cho em nha. Đó, ba khuôn, bốn khuôn. Đây đây, hôm nay trời mưa mới được vô làm bánh cho bé.